Hello mấy chị yêu của em nha. Hello mấy chị đẹp nha. Buổi sáng bữa nay thấy nó mờ mờ sao đó mấy chị? Sáng không mấy chị? Sao em thấy nó mờ quá vậy? Nghe cái điện thoại của em. Cái điện thoại của em. Chứ không phải nó mờ. Xem like đi mấy chị yêu. Vô xem like đi. Xem like của Anna Mai Nguyễn đi. Ghê chưa? Ghê chưa mấy chị? Anna Mai Nguyễn mấy chịu à. Em chia sẻ nhưng cái đây cái rồi em qua em like cho mấy chị yêu nha, đợi em xíu nha, đợi bé một xíu nha mấy chị yêu. Đợi bé một tí tí xíu nha, đợi bé tí xíu nha. Xem lại đi mấy chị yêu của em. Bữa trước em like á, có nhiều người, có nhiều nhiều khách mà có nhiều chị với nhiều khách comment em á mà em không có đọc á, là em không thấy nha. Em không thấy chứ không phải là em không đọc đâu mấy chị, em không thấy á. Em không thấy á. Chứ mình thấy lần đọc liền à, tại nhiều khi comment em không thấy á, lúc này cái Facebook nó sao á, like một hồi là em không thấy nữa hả mấy chị, like hồi là tự động, em không còn thấy mấy chị nữa, mấy chị comment em cũng không còn thấy luôn. Bởi vì mấy chị đừng đừng có giận hờn với em, đừng có buồn gì em nha, tại nhiều khi không phải do em đâu, nhiều khi em không thấy á. Em không thấy chứ không phải là em không 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 đọc cờ em mấy chị đâu nha mấy chị yêu. Vô xem like đi mấy chị yêu ơi. Chị nào trong tay cho em thả cho em nút, thả cho em trái tim với nút nút like đi mấy chị yêu.
lên xem like đi mấy chị yêu của em ơi, mấy chị yêu của em một. Làm như thế nó hơi tối tối vậy mấy chị ha, sao hơi tối tối vậy. Em còn thấy tối nữa. Xem like mấy chị yêu ơi, xem like hú hù hù sao nó tối thui vậy ta, cái ấy nó sao nó tối thui vậy ta. Mình cái ngoài ngoài nó tối thui đen thù lùi vậy mấy cha. Em không biết giờ sao luôn, sao nó tối thui vậy. Vô xem like đi mấy chị yêu ơi, mấy chị yêu của em ơi. À sáng rồi nè. Không, tại em chỉnh tối chứ không phải là cái máy nó tối đâu mấy chị, tại em chỉnh cái điện thoại nó bị tối á. Cái cha bữa nay giờ này lên giờ này không thấy ai hết trơn à. Buồn dữ mấy chị. Buồn dữ mấy chị yêu ơi. Xem like vui đi mấy chị ơi. Mua quần áo đi mấy chị ơi. Xem like mua quần áo bằng Tết cho bé, cho con mình bằng Tết đi mấy chị ơi. Xem like cho con mình mua quần áo cho con bằng Tết nha. Giờ mấy chị sắm đồ Tết là từ từ là được rồi đó mấy chị. Sắm đồ Tết từ từ là ok nha. Chứ đợi Tết nữa sắm không đẹp đâu mấy chị. Cứ sắm mấy chị cứ tăng lên một size. Một size là ok. Giờ sắm là ok nè à. Ok con dê dê à. Đây đầu like em lên em bán cho mấy chị bộ này à. Em bán à, lỗ nha, giá lỗ nha. Đầu like thay vì tặng quà mà em tặng quà em bán cho mấy chị giá lỗ. Bán cho mấy chị giá lỗ đi, cho mấy chị dễ mua tặng. Nhiều khi có nhiều chị thấy em tặng thấy thương em quá cái không có comment á. Bây giờ em bán lỗ đi cho mấy chị mua cho nó mấy chị có động lực mua hơn. Cái quần này mấy chị dễ thương không? Đây, ở dưới đây bo nhưng mà bo nó không hề sát vô cái chân mình nha mấy chị. Bo nó không hề sát vô chân mình nha, cho nên không có bị đau nha. Không có bị đau. Bo nó không hề sát cho nên không bị đau nha mấy chị. Ở đây. Một cái quần cho bé dễ thương không? Một cái áo. Rồi, một cái áo dây nha mấy chị. Dễ thương. Ở đây ở ngoài làm cánh tiên nè, thấy dễ thương không? Xem đang cầm lại xe 8kg. Bánh áo dài là tết tới rồi đó. Dạ. Dạ chị. Áo dài là tết tới đó chị. Đây. Một bộ này em bán đầu like cho mấy chị nha. Nhí đại 39k. Mấy chị thấy có xứng đáng đồng tiền mấy chị. Đây là em bán lỗ nha. Em xả lỗ đầu like cho mấy chị chứ bộ đồ này không có giá 39.000 đâu mấy chị. Bộ đồ này không có giá 39.000 đâu. Mấy chị yêu ha. Đây. Đồ này cưng lắm. Này mấy chị. Bộ em đang cầm là xe 8kg mấy chị. Bộ này em còn xe 8kg. 8kg tới 30kg nha. 8kg tới 30kg. Là từ xe số 2 tới xe số 11 đó mấy chị. Em bán cho mấy chị đồng giá. Em bán cho chị mấy chị nhí đại luôn. 39.000 thôi. Cái số 9 là số đẹp nè. 39.000. Bộ đồ này em nhập còn chưa có giá 39.000. Bán đầu like thay vì em tặng quà cho mấy chị mà có nhiều chị á thấy em thấy thương á, thấy em tội nghiệp á, sợ em lỗ mấy chị không có dám comment. Hồi giờ em bán đi, bán lỗ nhưng mà mấy chị mua bằng tiền á cho nên mấy chị thích hơn, cho nên giờ em bán lỗ cho mấy chị 39.000 mấy chị. Nhí đại 39.000, comment cho em đúng chiều. Nhí đại 39.000. Xe nhí 39, xe đại 39 luôn mấy chị. Xe đại em chỉ còn có xe 11, 12 thôi nha mấy chị. Ủa xe 10, 9, 10, 11 thôi. Nói chung là từ 8kg tới 30kg. Tại vì này nó không có co giãn thì em bán xe 11 là 30kg thôi nha mấy chị. Đây, dễ thương không? Dễ thương lắm, bộ này dễ thương lắm. Bán 39.000 là OT con tê tê mấy chị. 39.000 mấy chị yêu. Quá trời rẻ. Quá trời rẻ luôn mấy chị.
rẻ tột quần. 39.000 comment cho em mấy chị ơi, kèm sub men sub ký lên mấy chị. Em bán có 39.000 mấy chị, không có vấn đề gì, mấy chị không ủng hộ em mấy chị không? Không có vấn đề vụ không ủng hộ em cho mấy chị không? Dễ thương lắm. Tại vì em bán đồ like thôi chứ thật chất cái bộ đồ này nó không có vấn đề gì hết. Bộ đồ này là bữa hỏi em bán là 65.000. Mà giờ em bán còn 39.000 thì em đã xuống 26.000, hiểu chị biết. Một bộ đồ mà em bán em bán đầu like cho mấy chị có 26.000 thì em lỗ rồi đó. Nhưng mà em bán đầu like vẫn vui nha mấy chị. 39.000 nhí đại 39.000. Nhí đại 39.000. Một cái áo và một cái quần nơi nè mấy chị. Em có xây từ 8kg cho tới 30kg. Là từ xây số 2, số 1 luôn mấy chị. Xây số 1 cho tới số 11. 1 cho tới số 11. Mấy chị thích thì comment cho em 1 tới số 11. Dễ thương. 39.000 nhí cũng 39 và đại cũng 39 nha mấy chị yêu. Nhí cũng 39 và đại cũng 39. Nhí cũng 39 và đại cũng bán mấy chị 39 nha. Bán đồ like cho mấy chị yêu nha. Hello mấy tình yêu của em ơi. Hello mấy tình yêu của em ơi, yêu của em đâu rồi? Ồ đó bạn, dạ bộ này đẹp, đẹp bạn đã lắm, bạn đẹp lắm, bạn cưng lắm. Tại bán đồ like không biết, đồ like không biết tặng cho mấy chị gì, hơi tệ. Vừa bán vừa tặng mấy chị, bán lỗ cũng được mà vừa bán vừa tặng. Với nhiều khi em tặng cái mấy chị tội nghiệp em á, cái mấy chị không có, mấy chị không có comment. Đây bộ em đang bận là bộ đùi á, bộ em đang bận là bộ đùi có size SML XL mấy chị, SML 1X 2X, 105.000 bộ đùi, dễ thương không? Cái bộ đùi nè em bận size 2X mặn dừa nè, size 2X là em 53kg mặn dừa nè, thì bé cỡ chừng 46-47kg thôi. Tại vì em là người lớn thì mình có chiều cao hơn mấy chị, có chiều cao hơn, cho nên mình bận cái size này vừa. Còn bé thì bận vừa, bé thì khoảng 45-47kg là ok. Lai dèo đẹp quá trời luôn mấy chị. Chào em cái hay cho em lên đồ đẹp mấy chị đi. Mấy chị chào em cái cho em thấy mấy chị đã. Mấy chị nào có trong like để em lên đồ đẹp cho mấy chị đi. Mấy chị coi nó có bị giật giật không mấy chị yêu. Ủa đó, trên bàn xây lớn nhất em như chị. Dạ em còn xây lớn nhất còn là xây 11 thôi. Em còn xây lớn nhất là xây 11 thôi, bé 30kg thôi. Tại vì nó không có co giãn cho nên em lấy size 11 em bán 30kg. Bộ này bạn cưng lắm, khách em mua rồi bạn cưng lắm. Tại đầu like không biết, không có gì để tặng mấy chị thôi. Không có gì tặng mấy chị thôi, kệ bán vừa bán vừa tặng mấy chị á nè. Đây cái quần nè, cái quần size 11 nè, bự nha, to nha. Nhưng mà em nói với chị gì nè. Mấy cái bộ đồ nào cũng vậy, đồ người lớn cũng vậy, đồ trẻ em cũng vậy, mấy cái màu đậm á giống như màu đen màu đỏ, mà mấy màu đậm á mấy chị về mấy chị chịu khó giặt tay một nước đi, nhiều khi nó có ra màu hay gì đó mình cũng không có bị dính đồ khác, nó cũng không có bị dính đồ khác, nó cũng không có bị dính đồ khác á mấy chị. Nhưng mà nó sẽ ra màu, ví dụ như nó sẽ ra màu nước đầu, nước sau nó sẽ không còn ra màu nữa, nó kiểu vậy đó mấy chị. Tại mấy cái màu đậm là thường thường mấy cái màu đậm nó vậy. Cái đó là em nói thật tình chứ không phải là do em bán đồ dởm đâu. Em bán em đi mua đồ shop thì cũng có ra màu đó, mà nó chi là mấy cái đồ này mấy chị. Nói chung là đồ nào cũng vậy, màu đậm nhiều khi nó sẽ ra màu một chút xíu. Nhưng mấy chị chịu khó giặt nước đầu xong thôi à. Đây cáo xe 11 đã bự nè. Cái bộ này bạn bánh bèo lắm nha, đừng giỡn. Đây nè cái nách của nó nè, cái này cái chỗ này là cái chỗ nách của nó nè, bự lắm cái chỗ nách của nó nè, thấy không? Cái này 30kg là ok nha, 30kg là ok nha. Cái bộ này 30kg là ok. Bà mày gì quên rồi, cố bạn Liêu ơi, cái bộ này là 30kg là ok, cố bạn Liêu ơi. Bự nè, thấy chưa? Size 11 là em trừ hao rồi đó. Mấy chị thích thì comment cho em nghe. Em bán đồng giá nhí đại 39.000.
bộ đồ này nó không có vấn đề gì hết trơn mấy chị, chẳng qua là em muốn bán để bán đồ like cho mấy chị yêu thôi, chứ nó không có vấn đề gì hết trơn. Ba mươi chín ngàn mấy chị mua áo dài về bạn từ từ là mới được đó mấy chị, mua áo dài về để dành cho Tết cho bé bạn là được đó. Ok chị, ok. Nước đầu chịu khó giặt một nước giúp em nha. Ok chị yêu. Em bán cho có niềm vui vậy thôi mấy chị ơi. Ok chị, ok của Út Bạch Liên nha. Rồi mấy chị nào còn ấy nữa thì ủng hộ em mấy chị, 39.000 mấy chị ơi, 39.000 mày vô rẻ quá 39.000 rẻ quá mấy chị ơi, nhí đại 39.000, trời ơi em đi nhập con chua giá 39.000 mấy chị yêu, 39.000 còn phân vân gì mấy chị, đây còn đắn đo gì, còn suy nghĩ gì mấy chị yêu, 39.000 không có gì mà phải suy nghĩ đắn đo nữa chứ mấy chị, quá chị đẹp rồi. Bây giờ là thời điểm mấy chị mua đồ Tết, mua đồ Noel cho mấy bé nè, mua đồ đi lễ cho mấy bé nè. Tại vì vài bữa nữa, mấy chị là đồ nó sẽ bị không còn mẫu đẹp nữa mấy chị. Chết rồi, sao bên đây nó bị đứng. Sao cái máy bên đây bạn là nó đứng vậy mấy chị. Mấy chị có thấy em không? Mấy chị có thấy em không mấy chị yêu? Dạ ok, cô Bạc Liêu nghe, em lấy rồi nha chị yêu. Em lấy rồi á. Em lấy rồi cho chị á, cô Bạc Liêu. Đây em lên mấy bộ này mới, mẫu mới của em đây. Cái bộ em đang bận. Cái bộ em đang bận là size XML XL mấy chị. 105.000 mấy chị, quần đùi. 105.000 quần đùi. 105.000 quần đùi nha mấy chị yêu nha. XML XL. Đây mẫu này của em mới về nè. Mấy chị mua để dành cho bé bạn Tết cũng được mấy chị. Mấy mẫu này là em nhập về em bán Tết không mấy chị yêu. Đây, một cái quần cargo dễ cưng. Vải này nó làm đẹp lắm, mịn mà đẹp lắm. Đây. Trời ơi. Cái này em có size từ 8kg tới 42kg mấy chị. 8kg tới 40, 42kg mấy chị. Đây. Cái này là không phải garo, không phải vải kiểu không phải vải kaki mấy chị. Vải mềm mịn mà vải thun không gì á, mềm mịn đã lắm. Nói sẽ coi. Hello cô Heo Đất. Heo Đất đáng yêu. Hello chị yêu. Đây, nó mềm mịn dễ thương lắm. Đây. Một cái quần cargo với một cái áo sát nách vậy nè mấy chị. Trời dễ thương ghê chưa. Sát nách mà lớp tớp nha. Trời mấy chị không có đi mua ở đâu mà được cái mẫu này đẹp như vậy đâu mấy chị. Cái mẫu đẹp tuyệt vời mặt trời luôn vậy. Cái mẫu nó vậy nè. Trời dễ thương ghê luôn á. Cái mẫu này mẫu sát nách chứ. Sát nách không phải sát nách mà nhìn nó dễ thương lắm luôn. Bận nè, bụi cực kỳ bụi luôn. Cái mẫu này em bán mấy chị xe nhí 89, xe đại 99 mấy chị. Có xe từ 8kg tới 42kg. 8kg tới 42kg mấy chị. Cái này bặn nó sẽ hơi rộng rộng mấy chị, tại vì nó là lớp tốt sắc nách cho nên bặn nó hơi rộng rộng tí xíu nha. Bặn nó hơi rộng rộng tí xíu nha, bặn nó sẽ kiểu mà cái áo rộng 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 á, nhưng mà em bảo đảm dễ thương. 89-99 mấy chị. Xe nhí 89 xe đại 99. Còn mấy chị em về có ba, em về ba mẫu áo dài. Bặn Tết mấy chị thích màu nào mấy chị giờ mấy chị order, mấy chị mua trước đi mấy chị, để Tết là nó không có hàng đẹp đâu. Mình giờ mình mua để từ từ mua, tổng quá mình mua lớn hơn một size tí xíu, mà lớn hơn size thôi. Là Tết là bản OT nha. Đây. OK con dê luôn nha. 89-99. Mấy chị nó phối cái cargo đẹp không mấy chị? Phối cargo đẹp cực kỳ. Cái bộ này bạn cho bạn đi tơi Tết cũng được mấy chị, chúc Tết cũng được đây. Dễ thương không? Dễ thương quá, dễ thương luôn mấy chị. 89-99. 89 xe nhí, 99 xe đại mấy chị, không có mua, không có kiếm ở đâu ra được cái xe mà em bán cái giá này đâu mấy chị. 89-99 mấy chị yêu. 89-99 ủng hộ em đi mấy chị yêu. 89-99 mấy mẫu này mẫu mới về của em. Cái quần nó làm cực kỳ đẹp không? Cái mẫu này.
dễ thương lắm. 89, 99 với chị. Xe nhí 89, xe đại 99. Dễ thương không? Dễ thương lắm á. Mấy chị bỏ qua cái mẫu này mấy chị tiếc á. Mẫu đẹp không? Dạ có chị, có đồ ngố chị. Em lên đồ ngố cho gốc nha. Ơ à, cho chị đất nha, để em lên đồ ngố cho. Để em lên đồ ngố chị yêu. Đồ ngố về quá trời luôn. Ngố về đẹp đẹp không? Có đồ ngố về quá trời đẹp đẹp luôn. Bặn mà nhất cái đất luôn á. Đây hoa. Hoa. Dễ thương chưa? Dễ thương chứ mấy chị. Ngố, ngố mà ngố xuông á, ngố xuông á, dễ thương lắm. Cái bộ này em bán 89, xe đại 99 mấy chị, 89 99. Vải cực kỳ đẹp. Em bao hàng em cho đổi trả hàng thoải mái. Cực kỳ đẹp. Này, ơ sao nguyên cái nơ, trời ơi bằng bánh bèo cho thấy. Bằng bánh bèo lắm mấy chị. Cái này làm ăn trước bằng lưng tay nè, ở sau làm lưng thun. Mấy chị thấy làm kỳ công chưa? Làm kỳ công gì đó, em bán bao nhiêu? 89 99 ngàn bộ mấy chị. 89 99 thôi. Mấy chị thấy làm cái bộ đồ ra nhìn nó sang trọng mà nó đẹp gì nữa chị, mà có 89 99 mấy chị. Ủng hộ em đi mấy chị. 89 99 bận vô đi. Bé đi lên cơn được chân dễ thương lắm á. 89 99 mấy chị nào. Bé mà. Ok chị yêu. Thường thường em lấy cho chị bé chị xe máy ta. Xe số 4 hả? Thường thường như em lấy cho bé chị xe số 4. Để em coi bộ này coi xe số 4 nó bự không. Bộ này em có xe từ 8kg cho tới 30kg. 35kg. Tới 35kg, bộ này em có từ 8kg tới 35kg. Bộ này em có từ 8kg tới 35kg đó chị yêu. 8kg tới 35kg. Trời bộ đồ quá trời đáng yêu. Đây em lấy cho chị bé chị số 4 nè ha. Em lấy cho bé chị số 4 nè. Dễ thương lắm. Gì đâu mà dễ thương dữ vậy chị. Chị ơi dễ thương quá mà. Này có từ 8kg cho tới 35kg đó chị. Thôi đất ơi. Cho bé 26kg. 26kg hả? Thường thường em lấy số mấy cho bé 26 ta? Thường em quên em lấy cho bé chị 26kg lấy số mấy không biết nữa. 26 này em lấy số 10. Số 11 cho bé đi nha. Thường thường chị nhớ em lấy 26kg cho bé chị số mấy không? Chị nhớ không? Thường thường là em lấy số 10 á, nhưng mà không bé biết bé chị nó có tròn không. Bé 26kg tròn không chị yêu. Nhiều khi bán quên hết trời cũng nhớ gì chứ mấy chị. Ok chị Thảo Đắc ha. Em còn cái số 11 rồi nó bự không. Số 10 nó bự không. Dạ bé tròn ha. Bé tròn lấy số 12, 11 đi. Bé tròn lấy số 11 đi chị yêu. Bé tròn lấy số 11 cho chị yêu nha. Rồi ok chị yêu ha. Em lấy số 11. Tròn tròn lấy số 11 cho nó ấy mấy chị. Đây bộ này có xây từ xây chung. Cái này làm xây chung, xây từ số 6 mấy chị. Đây xây số 6. Từ 13, 14 kg mấy chị.
Đây số 6 này nó nằm hơi phơm hơi nhỏ cho nên từ 13-14kg là mang ok nha. Bộ này dễ thương lắm, phải cực kỳ đẹp. Em bảo đảm mấy chị đuổi này đẹp lắm. 89 mấy chị, xây nhí 89, xây đại 99, xây còn 115, xây còn là xây mình đó mấy chị. Em có lấy một bộ xây, em lấy bộ xây lớn nhất em bằng rồi đó. Em 53kg mà bằng xây lớn nhất của bộ này. Vải hàng của Bixby đó mấy chị nè. Hàng của Bixby á. Mấy chị về mấy chị cứ ai ấm lên trên trang web đó. Mấy chị biết hàng Bixby nó đẹp. Xịn. Đây. 89 99, 89 xây nhí 89, xây đại 99 còn 115 mấy chị. Màu hồng. Có in hình dễ thương lắm, cái quần nhất là cái quần nó in phối nữa chị. Cái một quần nó in nguyên cái quần luôn, nhìn dễ thương lắm. Cực kỳ đẹp. Mẹ nào ốm ốm nha, mẹ nào ốm ốm, nhưng mà đặc biệt có cái quần này nó sẽ không làm túi nha mấy chị. Hàng em bé lên cho nên nó sẽ không có túi. Hàng đồ bé lên nó không, sẽ không có túi như mấy chị. Bộ nào có túi em sẽ báo mấy chị là có túi, nhưng bộ này nó sẽ không có túi. 89 xe nhí, xe đại 99, xe cồn 115. Ủng hộ em mấy chị yêu. Thích comment cho em màu hồng nha. Comment cho em màu hồng. Bộ này em có xây từ, nói chung là bộ này xây, xây nó tới 14kg. Từ 14kg cho tới 14kg cho tới 48kg. Em bán 48 thôi mấy chị. 14kg cho tới 48kg. Một bộ đồ ngố đẹp tuyệt vời mặt trời. Đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Còn ai muốn nghiêng về xịn xịn thì lấy này mấy chị. Đây. Nó phối nè, một cái quần xanh, một cái áo màu vàng. Trời ơi đẹp chứ mấy chị. Em đang cầm là xe số 9 nha. Em đang cầm là xe số 9. Số 9 này tầm 26kg, 25-26kg mấy chị. Số 9 này em đang cầm là 25-26kg á. Số 9 này em cầm là 25-26kg. 89.000 mấy chị. Hình con mắt dễ thương mấy chị. Làm đẹp lắm. Cái quần nó sẽ phối chung với giống như cái màu màu của con mắt. Cái này không phải gọi là con mắt mà cái hình này là hình gì á. Cái hình gì em cũng biết nữa. Nói chung hình gì em cũng biết cái này. Đây dễ thương lắm. Nói chung là từ em xe từ số 2 tới số 9 đó mấy chị. Này 25kg thì bé hơi cao cao giùm em nha. Thì nhí mấy chị. Trời ơi bộ đồ đẹp. Quần xanh mà phối với cái áo vàng mà nó phối chung với tại cái hình này nè, có màu xanh á cho nên nó phối quần màu xanh vô như mấy chị nha. 89.000, em có xây từ 8kg. 8kg tới 25-26kg. 89.000. Mấy chị bỏ 89.000 ra học xứng đáng đồng tiền mấy chị. 89.000 xứng đáng đồng tiền lắm. Này 25-26kg mà bé nào 25-26kg là bé nào nó em nghĩ chắc hai này chắc hơi cao cao xíu. Mặc được cái mẫu này dễ thương á. Mẫu này hàng xịn á, mà tại vì lý do em không có em lợi ích chút xíu chứ em không bán giá cao được. Hàng này hàng xịn á mấy chị, hàng cao cấp á. Nhưng mà thà là em lợi ích chút xíu chứ. Nhưng mà chứ chị nhận lại được là đồ xịn nha. Mấy mẫu này mẫu mới về của em không á? Mấy mẫu mới về của em không á chị Heo Đất. Đây. Từ 8kg tới 25-26kg luôn mấy chị. 89.000 luôn. Một bộ vàng nhìn dễ thương không? 89.000 luôn. 89.000 luôn mấy chị. Mà một bộ màu vàng, bộ quần ngố vàng. Từ 8kg tới 25-26kg mấy chị. 8kg tới 25-26kg mấy chị. Màu vàng 89.000. Màu vàng 89.000 mấy chị. Màu vàng 89.000 dễ thương ghê á. Hàng này là hàng của Sukem. Bộ này là bộ màu vàng này là của Sukem nha mấy chị. Bộ vàng này của Sukem. Comment cho em vàng. Cái bộ ngố đẹp không? Em về em mới về cái bộ ngố đẹp. Một hồi em lên cái mẫu này cho mấy chị nhất cái đắt nè. Để em xíu đây, em lên mấy mẫu hết mẫu ngố này cho cô Út cho chị Heo Đất xem cái em lên cái mẫu này cho xem. Nhất cái đắt. Đây, bộ này em cũng vậy. Em có từ 8 kg, em có từ 8 kg rồi tới em mặc bộ này mà em bận có xe L đó mấy chị. Thì cái bộ này em bán cho tới 55kg nha. Em bán tới 55kg nha. Tại vì em đã 53 mà em bận xe L rồi. Trên xe L này còn xe XL dương 2XL thì. Nhưng mà em bán 55-56kg thôi. Mấy chị nào cỡ 55-56kg
mang chung với bé mình được nha. Bộ này form to lắm. Nếu mấy chị nào 60kg thì hơi cao cao giùm em một xíu. Nhí 89, đại 99, còn 115 mấy chị. Cái bộ này mấy chị mang về thì bạn nhất cái nách. Đẹp lắm. Con mấy chị cho mấy bạn mua đồ nó nổi nè, đẹp lắm mấy chị thiệt. Em con em trai chứ cũng khoái thì bạn mấy bộ nổi quần sọc nè. Với một cái áo xanh hình con gấu nè mấy chị. Dễ thương không? Con gấu này nó phối sọc sọc cũng lai lai cái quần á, nhìn dễ thương lắm. Nhí 89, đại 99, còn 115. Rồi mình cho em xanh chuối. Ủa xanh lá. Mấy chị có comment cho em không vậy? Sao em không thấy mấy ai comment cho em vậy? Không ai comment cho em vậy mấy chị không? Mấy chị không ưng mẫu này à? Mấy chị không ưng mẫu này à? Đây. Dễ thương. Dạ chị, dạ chị. Đây mẫu này, cái bộ này bộ chung á, số 6. Số 6 này 14-15kg nha mấy chị. Số 6 này 14-15kg nha. Bộ này, bộ này em bán cho mấy chị 89.000 luôn đi. Bán lý là bộ này là 95.000 mấy chị. Tại vì không, mấy mẫu ngố này là em, tại em mấy mẫu ngố này em bán 95 lần á. Mà tại vì mấy mẫu ngố này nó phối á, với hàng cao cấp á, nó giá nó cao lắm. Nhưng mà thôi em lợi ích tí xíu. Nhưng mà nhận về hàng xịn. Mấy chị mặc xong rồi mấy chị giới thiệu khách cho em. Em cũng đâu có lỗ lã gì đâu mấy chị ha. Đây 89.000 mấy chị, xây từ xây 60 mấy chị. Là từ 14kg tới 26kg. 14kg tới 26kg. 14kg tới 26kg mấy chị. 14kg tới 26kg. Hết comment cho em. Vàng, vàng Dior nè, chữ Dior nè. Phối đẹp lắm. Phối đẹp dễ thương lắm. 89.000, thích comment cho em. Vàng đi o nha, còn vàng kia để cho vàng thôi. Còn vàng con mắt thì kêu vàng con mắt. Vàng mà phối quần xanh có hình con mắt á. Bây giờ là em nhập hàng Tết đó mấy chị. Mấy chị mua về cho bé bằng Tết từ từ đi. Mấy chị mua ấy đi rồi để từ từ mấy chị. Nè, dễ thương chưa? Dễ thương chứ mấy chị. Quần xẻ nha. Xẻ. Trời ơi. Nhất cái nách em đang cầm là size số 4 đó mấy chị. Em đang cầm là size số 4 ở đây. Cái đáy quần tới đây nè. Cái quần tới đây thôi. Size số 4 này là tầm 13-14kg nha mấy chị. 13-14kg. Em có màu đen luôn nha. Y vậy mà màu đen. Đây 13-14kg. Nói chung là từ 13-14kg cho tới 42kg. 13-14kg tới 42kg. Mấy chị mua cho bé về bằng Tết luôn đi. Em nói thiệt á, mẫu này đẹp cực kỳ. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Nhức mắt. Mấy chị thấy nhức mắt không? Cái giá nó còn nhức mắt nữa nè mấy chị. Cái giá còn nhức mắt nữa. Nhí 119, đại 129.000. Không có ai bán mua đồ kiểu mà 119, 129 chứ mấy chị. Không có ai bán một bộ đồ kiểu nào mà giá vậy chứ thiệt. Mấy chị nó xẻ này nè. Nó đi đá cái xẻ nè. Nhìn dễ thương lắm luôn. Tin em đi, hốt một bộ này đi. Tin em. Dễ thương lắm mấy chị. Xanh. Em có màu đen nữa đó. Màu đen nữa. Cái này là màu xanh. Y một tròn chọn một bộ màu xanh luôn. Để em lấy cái màu đen cho mấy chị xem. Đẹp lắm. Chị Heo Đất có lấy mấy cái set ghim không? Lấy mấy cái set ngố set ngố ghim không? Mấy cái set ngố mà ghim á, có lấy mấy set ngố ghim không? Em lấy cho chị xem. $119-129 mấy chị. Đáng đồng tiền mất gạo lắm mấy chị. Bộ đồ đáng đồng tiền mất gạo lắm. Đây, màu đen nè mấy chị. Màu đen. Màu đen. Dạ chị. Đây, màu đen. Dễ thương không? Dễ thương lắm, em nói mấy chị bộ này là dễ thương cực kỳ. Màu đen là nhất cái nách luôn. 119, 129 cái giá, trời ơi, giá thiệt chứ.
Đó, lấy cái bộ này em làm, em làm giá 129.39 đó mấy chị. Cái đầu này em nhập viện bán Tết á. Ủa cô Út lấy cái bộ này chưa ta? À, chị Heo Đất lấy bộ này chưa ta? Đây bộ này đẹp nè, size số 2 tới size số 10 nè, dễ thương lắm, từ 8kg cho tới 30kg nè, từ 8kg 30kg nè, 129-139 nè, 129-139, bạn này vô bánh bèo lắm luôn, bạn này vô bánh bèo lắm. Em đang cầm size số 2 mà phơm to nha, size số 2 mà phơm nó to ghê á, số 2 này tầm 10-13kg luôn á, số 2 này to lắm, số 2 này 8kg 3 mai không vừa đâu, số 2 này tầm phải 10kg á, 10kg mấy chị, 10kg 12kg á. Số 2 là to quá trời to luôn. 129-139 hàng cao cấp mấy chị. Bạn vô biết bánh bèo liền có cái nơi nè. Bạn vô biết bánh bèo liền. Hình như bộ này em có size 12 nữa đó. Bộ này em có size 12 luôn, là 35kg luôn mấy chị. Từ 8kg tới 35kg mấy chị. Từ 8kg tới 35kg. Từ 8kg tới 35kg. Bộ đẹp lắm, dễ thương lắm. Dễ thương lắm nha. Ngó, dễ thương lắm. Biết tiền bữa đừng tặng nha. Nó giỡn thôi chứ giờ thích cái nào lấy cái đó mấy chị. Ông sao hết mà. Ông sao hết mà. Đây, bộ này 99.09. Bạn mua đồ này vô mà vải mà mấy chị nhìn mấy chị không nhức nách nữa thôi luôn á. Mấy bộ này mấy chị nhìn mà vải không nhức nách nữa em chịu thua luôn. Vải đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị. Dễ thương lắm. Cái hình này á, nhiều khi nó lấy hình á mấy chị, nhiều khi nó dính á. Nhưng mà ở đảm mấy chị giật ra nó sẽ không bị tét hay là không bị bung gì hết trơn á. Mấy chị yên tâm nha, hàng xịn nó sẽ có khác. Đây, chỗ quần này bạn mà thụng kiểu. Nhưng mà cái bo của nó sẽ không bao giờ làm dính cái chân mình đâu. Không có khó chịu đâu. Cái đó là mình sẽ không có chết khó chịu. Cái này em có xây từ 8kg tới 42kg mấy chị. 8kg tới 42kg. Cái xây số 2 mà nó bự nè mấy chị. Xây số 2 mà phơm nó to vậy nè. Sát nách không sát nách mà kiểu... Nó sao ta? Sát nách nó cũng không sát nách. Mà có tay nó cũng có tay. Dễ thương lắm. Bạn cái kiểu này dễ thương lắm. Bộ này hàng cao cấp mấy chị, về bạn Tết đi chơi Tết, chúc Tết bạn mang thêm đôi giày vô là con nhà thành, con nhà giàu luôn. Nó chơi mấy mẫu đẹp lắm mấy chị. Hốt đi. Cái mẫu đẹp tuyệt vời một trời luôn á. Mẫu này đẹp á. Mẫu này dễ thương. Mẫu ngố em có mấy mẫu ngố đó, em mới về, em mới về được nhiêu mẫu ngố đó. Có bạn chân quấy không? Em lên chân quấy kìa. Em lên chân quấy cho chị yêu xem nha. Đây chân quấy từ 8kg. 8kg cho tới 37kg, 35-37kg. Ở trong có quần chip nha. Chỗ này bạn mang thêm đôi giày nữa. Mấy chị có đôi giày trắng hạt đen. Dạ. Đây. Cái này mấy chị, mấy chị mang thêm đôi giày nữa. Đôi giày xanh, hoặc đôi giày trắng, hoặc đôi giày đen. Trời ơi đẹp. Đi chúc Tết là má hú luôn. Học thấy cưng là ta đi xì Tết liền. Hình cái thấy cưng liền à. Đây mấy chị, 99-109 mấy chị. Xe nhí 99, xe đại 109. Xe nhí 99, xe đại 109 mấy chị yêu. Dễ thương không? Xe nhí 99, xe đại 109. Mấy chị canh đẹp đẹp chụp chiêu. Nè canh đẹp đẹp chụp đi. Có gì gửi hình nặng em thấy đẹp đẹp em cũng gửi cho khách cũng được. Khổ công em chụp. em lười dễ sợ không? Đây 99-109 mấy chị. Xe nhí 99, xe đại 109. Tuyệt vời nha. Cái bộ này là chân quấy tuyệt vời một trời luôn á. Vải em bao vải. Chắc vải bên em làm bao. Chắc vải bên em là em bao hết á.
bao trên mọi mặt trận luôn, bao trên mọi mặt trận mấy chị. Trời lúc này em thấy cũng trời cũng lạnh lạnh đó mấy chị. Đây em chuyên mục sale nha mấy chị, chuyên mục sale nha, chuyên mục sale. Em sale cái mẫu này cho. Cái mẫu này em còn size 20kg mấy chị. Bộ này là em đang cầm là size 20kg, size 20kg mấy chị. Một bộ đồ dễ thương này nè, em sale 20kg, em sale mấy chị 79.000, 79.000 20kg. Có một bộ 79.000 20kg, 79.000 20kg. Mấy chị nào không có thời gian xem em like, mấy chị xem em lại like lại của em á. Mấy chị chụp màn hình gửi cho em ha, rồi em tìm mấy chị nha. Em tìm còn hay không còn em báo mấy chị nha. Cứ chụp màn hình gửi cho em. Nhiều khi đâu phải ai cũng có thời gian xem like đâu mấy chị. Bộ này em còn một bộ 22 kg và một bộ 26 kg. Một bộ 20, bộ này chắc có 24kg mấy chị. Không, bộ này có 24kg. Em còn một bộ 24kg và một bộ 26-27kg. Một bộ 24kg và một bộ 26-27kg mấy chị. 89.000 bộ này nha, dễ thương lắm. Mấy chị thấy trong like, em like nó màu nó không được đẹp thôi, chứ em bảo đảm mấy chị, màu ngoài tươi hơn trong like, đẹp hơn trong like nha. 89.000 mấy chị không? 89.000 bộ này. Gấu, dễ thương quá, 89.000. 89.000 đẹp hơn và dễ thương hơn trong like nhiều. Mất tiêu rồi, dục bọc luôn rồi. Vàng nha, 89.000. Xem like lại chụp hình gửi với em đó chị. Đây, bộ này em cũng còn bộ 24kg nữa mấy chị. Quần đùi luôn, quần đùi luôn, 24kg. Một bộ 24kg cũng giống vậy luôn mấy chị. Một bộ 24, một bộ 26 mấy chị. Một bộ 24, một bộ 26, 28. Bộ 26, bộ 28kg mấy chị. Bộ 26, bộ 28kg xanh 89.000 luôn mấy chị. 89.000 luôn. Bộ xanh này em xem mấy chị 79.000 luôn á. Bộ xanh gấu này em xem mấy chị 79.000 nha. Bộ xanh gấu này em xem mấy chị 79.000 á. Chơi luôn, chơi lớn luôn á. Xanh gấu này em xem mấy chị 79.000 không? Màu vàng nè, bộ màu vàng này em còn xây từ 20kg cho tới 20kg cho tới 35kg. 20kg tới 35kg mấy chị. 22kg chứ. Em còn xe từ 20-22kg tới 35kg. Bộ này 89.000 mấy chị em. 89.000. 89.000 mấy chị em. Chỉ có bộ đỏ là em còn lẻ size nên xem mấy chị 79.000 thôi. Với nó là size 20kg, nó gọi là size nhí, nó gọi là size còn là size nhí rồi cho nên em sale 79.000. Còn bộ vàng này em sale 89.000 nha. Cái bộ này em sale là quá rẻ luôn mấy chị, rẻ rời luôn mấy chị em. Dài mấy chị,
số 9 là 26-27 kg nha mấy chị, mà mấy bé nghiêng về cao giùm em nha, 26-27 kg. Nói chung là cái quần, lưng quần cao thôi chứ quần nó cũng không dài lắm, 26-27 kg. Số 9 này 26-27 kg mấy chị. Cái bộ đồ dài này, em xả cho mấy chị nè, bộ đồ dài này em xả cho mấy chị 95 ngàn, không ai bán bộ đồ dài 95 ngàn đâu mấy chị. Bộ đồ đùi đi em, bộ đồ đùi đây mà em còn xây đại đây mà em còn bán 90 mấy ngàn rồi. Bộ dài này em bán cho mấy chị 95 ngàn nè. Màu này em có xây số 9. Số 9 là 28 kg mấy chị. 26-28 kg. Bé nào tròn thì 26 kg, mấy em bé nào hơi nghiêng chiều cao thì 28 kg nha. Tại đồ dài nè mấy chị, bận rộng quá nó cũng không có đẹp. Bận rộng quá nó cũng không đẹp đâu mấy chị. Mấy đồ dài này bận cho bé em sale có 95 ngàn. Bộ này mấy chị biết là rẻ rời luôn. Em sale 95 ngàn mấy chị biết là nó rẻ, còn hơn nữa chị rẻ. 95 ngàn rẻ lắm mấy chị. Đây số 10 bộ đồ cam nữa mấy chị. Cái này là khoảng chừng 20 thôi, bộ đó bộ số 9 là 26 kg đi. Bộ số 10 này là 28 kg đi mấy chị. Đây 28 kg một cam nè, 95 ngàn. 95 ngàn, bộ 95 ngàn quá rẻ. 28 kg số 10 này mấy chị, màu cam, lon cam số 10. Comment cho em số 10. Số 10 tầm 28-29 kg mấy chị. Nói chung là 28-29 kg là em trừ hao rồi nha mấy chị. 95 ngàn. Số 11. Số 11 này là tầm 30-32 kg mấy chị. 30-32 kg 95 ngàn. 30-32 kg 95 ngàn. Trời, em xem bộ đồ dài này có 95 ngàn mấy chị, quá trời rẻ luôn rồi đó mấy chị. Tuyệt quá một trời luôn rồi. 95 ngàn. Mấy chị nào xem like, mấy chị xem like lại, mấy chị gửi inbox cho em nha. Size này 32 mấy chị, size này size 35 kg. 35 kg một bé là hơi cao giùm em nha, hơi cao tí xíu giùm em, hơi cao nha. Còn nghiêng về chiều cao thì 35 kg, còn bé nào nghiêng về chọn thì 33 kg thôi, 33-34 kg mấy chị. Đây số 12 đẹp, mấy bộ này phải đẹp lắm mấy chị, mà bán có 95 ngàn bộ à. Mấy chị thấy đẹp không, mà thấy chị cái gì thấy rẻ không? Cái đồ này là em bán giá xe cho mấy chị á. Xe 14 nè, tầm 40 kg mấy chị, 40 kg. Màu này màu kia màu dưa cải á mấy chị, đẹp lắm, lon dưa cải đây 40 kg. Dễ thương không? Có 95 ngàn bộ rồi, mấy chị mua cho bé học thêm hay đi học thêm hay đi chơi cũng được mấy chị. Dễ mang mà, dễ mang lắm. 95 ngàn rẻ tụt quần. Rẻ tụt quần mấy chị, 95 ngàn bộ dài. 95 ngàn bộ dài mấy chị. Mấy chị có comment em không mà sao em không thấy gì trơn à? Nó bị đứng comment không? Má ở đây nó bị gì á? Coi lại hồng, coi lại bộ hồng lại đi chị. Bộ hồng ha? Bộ hồng là size 12 phải không? Cô Út Bạc Liêu ơi, coi lại bộ hồng phải không? Đây nó có hai hồng đây. Một hồng số 11 và một hồng số 9, chắc mà coi số 11 quá. Chắc chỉ coi số 11 quá. Coi số 11 phải không cô Út Bạc Liêu? Trời ơi, cái máy em nó bị đứng comment đó, em không thấy á. Nè cô Út Bạc Liêu ơi, số 11 nè. Số 11 nè. 95 ngàn. Trời ơi, không ai bán bộ đồ dài 95 ngàn đâu, nó thiệt luôn. Vải thì nó em bao rồi, chắc vải thì em bao mấy chị rồi, yên tâm. Đây số 11 nè, chắc vải thì em bao rồi ha. Đi học thêm, đi học bớt gì cũng được ha, đi chơi đúng gặp ổ lộn quên luôn về. Đi học thêm, đi chơi bạn bè, lịch sự dễ thương. Cái 95 ngàn. Đây 95 ngàn quá rẻ.
hốt đi con, hốt bạc liêu không? Lâu lâu Mai Nguyễn, Anna Mai Nguyễn khùng khùng lên like hốt đi, có 95.000 hốt đi, ủng hộ đi, lấy bồ hồng ha, có ốp bạc leo, bồ hồng dễ thương mà, nó size số 11 đó, em đi coi size số 11 đó, số 11 bé chị mang dừa, ok dừa luôn, lấy thì ok, ok giúp em nha. Bé lớn hả? Bé lớn số 11 sao vừa? Bé lớn chị số 11 không vừa. Bé lớn chị là bạn số 10. Bé lớn chị là bạn số 12 hoặc số 13. Số 11 đâu vừa. Màu hồng nó chỉ có số 10, 11 thôi, số 9 với số 11 thôi. Bộ xanh nè. Bộ xanh này đẹp nè. Bộ xanh này số 12 nè. Bộ xanh này số 12 nè, cố bật liêu. Dừa, bộ xanh này đẹp nhất chết luôn. Đẹp nhất cái nách luôn. 95.000. Bộ xanh này dừa. Bộ xanh này phối đẹp ghê á. Bộ xanh này số 12 nè, đẹp ghê á. Bộ xanh này dừa, chắc dừa á chị. Thước dây thằng. Bộ xanh này chắc dừa á. Bộ số 12 giờ chắc in rồi. Đem coi coi. Hello. Bộ gì màu xanh trên ghế vậy chị? Màu xanh trên ghế hả? Mấy bộ ngố á, mấy bộ ngố á, có xe cồ luôn mà hốt đi. Hốt đi Chiến Như ơi. Cái này ngang 40 nè. Ngang 40 là bé chị bạn dừa đó chị Út Bằng Liêu ơi. Ngang 40 chất dừa á. Màu xanh này đẹp nè. Đem lên lại bộ màu xanh cho chị Ý Như nha. Hồi nãy giờ like đồ đẹp đẹp không hà, đi đâu mà giờ này mới vô trễ vậy. Màu xanh này là số 12, còn màu vàng dưa cải là số 14 nè, còn không mà lấy luôn số 14 cho nó luôn đi. Đây số 14 màu dưa cải là bằng sang lắm á, bắt quá cái ái nó hơi dài hơn xíu. Dưa cải nè, đẹp nè, số 14 đó, hốt luôn đi. Em ra sale rẻ đó, ủng hộ em đi. Màu dưa cải nó đẹp mà. Tới nữa chị, mua ủng hộ em đi. Đây, màu xanh trên ghế là chân quấy á, chị Yến Như. Chân quấy này có số 13 hả, bé chị chắc không vừa đâu. Từ 8kg tới 35kg thôi. Chắc bé chị không vừa đâu. Có số 13 thôi, có bộ này là bộ ngố này nè. Bộ ngố này là có bé chị vừa nè. Áo dài có về màu mới nè chị Yến Như. Lấy cái màu mới đi cho bé bận Tết đi. Đây màu xanh chuối nè, bộ ngố màu xanh chuối. Có xe bé chị luôn á, có xe cồ luôn á. Có xe cồ luôn á, chị khỏi sợ không vừa nha. Bộ này là xe nhí 89, xe đại 99, xe cồ 115 mấy chị. Xe cồ 115. Xe cồ 115, nhí 89, đại 99, cồ 115 mấy chị. Phom này to đùng luôn nha. Cái bộ này là phom to đùng. Đây, phom to đùng luôn. Dễ thương lắm, đẹp lắm. Có cái đầm đầm to kìa. Để coi bữa em thấy cái đầm mà. Em có cái đầm vẫn câu cũng thấy to rồi, để em lấy cho. Để em lấy. Đây. Dễ thương chưa? Đầm
Xe này xe 14 nè, chắc sợ ý, bảy như bạn không vừa quá. Cái bộ cái đầm này em có xe từ 8 kg mấy chị. Vải em bao cao cấp nha. Vải em bao cao cấp nha. Mấy chị muốn chị như chị muốn chắc ăn á, chị đo hai cái nách của cái áo hoặc cái đầm ở nhà của bé bạn vừa á. Cái đầm này chiều ngang của nó là 40 á. Cái chỗ cái nách của nó chị đo ngang là 40 á. Cái này 40 á, chị đo bé chị 40 là vừa nha. Chị đo bé chị 40 là vừa. Đây đầm này em có xe từ 8 kg. Cái xe này to nhất nè. Xe 14 to nhất nè. To nhất là cỡ 42 kg mấy chị. Cỡ 42 kg mà cao nha. Còn bé nào hơi ấy thì 38-40 kg. Cái này là thiêu hết luôn. Nguyên cái vàng này là thiêu luôn nha mấy chị, thiêu. Chứ không có in nha. Nó thiêu rắp lên luôn á. Dưới đây là một cái đùi cá. Đầm này xe nhí 99 xe đại 109 mấy chị. Nhí 99 xe đại 109. Nhí 99 xe đại 109 mấy chị. Từ 8 kg. Trời ơi đẹp lắm. Đem mặn thử coi vừa không. Đem thử coi vừa mấy chị. Em không vừa mấy chị ơi. Cái đồ bự quá rồi không vô vừa rồi. Đầm này xe nhí là 99 xe đại là 109 mấy chị. Nè, em cao 1m55 mà nó tới đây của em nè mấy chị. Chị đo thử đi chị Yến Như. Nuôi con khéo quá mà. Đây có cái đầm này Quảng Châu nè, em lên thêm cái đầm này Quảng Châu cho chị xem. Em lên thêm cái đầm Quảng Châu nha. Quảng Châu cái này vừa không? 40 á, cái chiều ngang của nó 40 đó, vừa không? Chiều ngang 40 á, vừa không nha? Chúc em đo lại nha chị à, chúc đo đi. Vừa thì báo cho em. Vừa thì báo em nha. Đây có cái đầm này Quảng Châu nè. À, chút nữa đi về đo đi rồi ok nhắn tin Messenger cho em ok là em lấy cho. Đây cái đầm Quảng Châu nè bé chị bạn vừa nè. Y hình bé chị bạn vừa luôn á. Cái này là 170 á, 170 là bằng cái đầm sọc bữa hổm chị lấy á, nó bằng size với cái đầm sọc bữa hổm đầm Quảng Châu bữa hổm chị lấy á. Cái đầm sọc Quảng Châu á, chị nhớ không? Đây. Nhưng mà cái đầm này em bán cho chị cũng Quảng Châu luôn nha, mà em lấy chị 89.000 thôi. Em lấy chị 89.000 thôi. Cái đầm này là bé chị bạn vừa in luôn á, bữa hổm cái đầm sọc bé chị bạn vừa là đầm này bé chị bạn vừa nha. Cái này là kết hết. Chứ không có in, không có gì, nhưng kết hết luôn nha, đẹp lắm. 89.000 thôi chị yêu. Tay nè. Tay làm mà chị thấy kỳ công không? Đây. Máy này bạn này dễ thương lắm. 89.000 chị yêu. 89.000 đỏ này bạn đi mặc Tết được á, bạn đi chúc Tết đồ được á. Mang thêm ở dưới cái like này là nó xẻ. Xẻ là xẻ một bên là dễ thương lắm. Đó. Bạn xẻ một bên dễ thương lắm. Hốt cái này đi. Hốt cái này đi chị yêu. Em có một cái một thôi đó. Cái này xay này 42 kg mấy chị. Bé nào hơi tròn tròn thì 40 kg, còn bé nào hơi nghiêng về chiều cao thì 42 kg giúp em nha. 89.000. Dễ xình dễ thúi. Dễ xình dễ thúi mấy chị. Áo dài về quá trời luôn, mua lấy thêm mẫu hay mẫu đi về cho bé bạn kêu. Cái màu xanh này đẹp nè, màu này quá đẹp ghê luôn á. Mà như bộ mẫu nào em thấy vẫn đẹp hết á. Hello mấy chị đâu hết rồi. Mấy chị mua mấy cái đầm này về cho bé bạn đi chị, dễ thương lắm. Trời ơi cái đầm nó dễ thương rồi, mấy chị không ủng hộ em hả? Mấy chị đâu hết rồi. Mấy chú. Có mấy bộ đùi này để like để đây hồi nữa. Có mua đùi đẹp nè, để like để nữa coi à. Dễ thương nè. Đây bộ này em còn xe từ 8 kg nè mấy chị. 8 kg tới 25-26 kg bộ đùi nè. Rồi bạn dứt cái nách luôn mấy chị.
dễ thương lắm, nó phối này nhìn đẹp ghê không. Mấy chị thấy in này không bao nhiêu tiền rồi, in nổi in cái in không á, hàng cao cấp người ta mới làm kiểu này mấy chị. In mấy gì mấy chị về mấy chị nhìn cái chỗ in của nó đẹp lắm, nó không phải in giống như mấy cái hàng bình thường. Bạn cái bộ đồ này là cười tươi cả năm luôn, tết cho mùng một tết lấy bộ đồ này ra bạn liền mấy chị. Mấy chị thấy không, lấy mùng một tết lấy bộ đồ này bạn liền, tươi nhức nhối luôn. 89 ngàn mấy chị em, 89 ngàn comment cho em nha, thích comment cho em. 89 ngàn, 89 ngàn mấy chị em, 89 ngàn nha, dễ thương lắm. Xem mà rồi chụp màn hình nha mấy chị, rồi coi cái nào đẹp cái nào ấy gửi cho em nha. Em lúc nào cũng sẵn sàng chào đón mấy chị nha, lúc nào em cũng trong tư thế mời gọi trong tư thế mời gọi. Đây 8 kg, mẫu này em cũng có 8 kg cho tới 8 kg cho tới 26 kg, 8 kg tới 26 kg. Trời, cái bộ đồ nó thiệt nó đẹp gì mà nhức tắt, thấy bộ đồ muốn đẻ liền luôn, thấy bộ đồ muốn đẻ liền luôn. Đây xe 8 kg cho tới 25-26 kg đó chị, 89 ngàn luôn. Bộ này in gấu dễ thương. Nói chung là mỗi mẫu nó có mỗi cái đẹp riêng hết nha mấy chị, không có mẫu nào gọi là xấu hết. Em bán đồ toàn là đẹp thôi, chỉ có mỗi em là xấu, còn đồ em nào cũng đẹp chứ, chỉ có em xấu thôi nha. Xong comment cho em đi mấy chị, comment cho em đi mấy chị ơi. Các bà thấy em nói chuyện hay sao thôi thấy em nói chuyện hả, thấy em nói chuyện thôi phải không. Chị gì quên mất tiêu rồi, Diễn Như bả đâu mất tiêu ta, chị còn coi like không Diễn Như, chị còn coi online không vậy? Cái bộ đồ nó mới chị còn xem online không vậy? Like xong gần xong chưa bạn? À chút nữa bạn Nguyễn Nam ơi, đợi chút nữa nha bạn Nguyễn Nam, dành xong rồi. Chút nữa mình xuống like, bạn hãy nhắn tin lấy hàng nha. Giờ mình đang like. Đây, Chiến Như cái bộ đồ này bự nè, to đùng luôn Chiến Như. Mấy chị, trời em khuyên mấy chị lấy đi, em lấy xe 15 cho mấy chị xem nè. Cái bộ này bạn mà vô xịn sò lắm nha. Cái bộ này bạn vô xịn sò lắm luôn á. Cái quần nè, quần nó làm kiểu sao quá nhìn. Nó cũ mà nó dơ dơ. Nhưng mà nó bụi lắm mấy chị. Nhìn nó cũ mà nó dơ dơ nè. Thiệt chứ. Quần kỳ bạn thử coi cũ gì giờ chi em, bạn thử cho mấy chị coi bộ này đẹp nè. Ôi đẹp lắm, nhức cái nách luôn mấy chị. Trời ơi chết rồi, lòi cái bụng mấy chị nè, bộ xe 15 em vẫn vừa nè, thấy chưa, chết rồi lòi bụng rồi, bụng mặt rồi. Hót vô rồi. Nè dễ thương chưa thấy đồ chưa, ui bộ đẹp nè, hót nè mấy chị. Rồi dễ thương, cái xe 15 em vẫn vừa, đồ cái áo em mặc còn muốn rộng luôn á. Ê cái áo này nhìn cái kiểu dễ thương ghê luôn á ta. Thôi lấy bộ này nữa mình ớn mình bận ta, lấy bộ nó ấm để ấm mình bận đi. Cái quần nó làm bụi lắm mấy chị, làm kiểu sao á, nhìn nó bụi bụi thôi đó. Không bộ rồi bạn đẹp ghê á, hello mấy chị yêu. Nè em đang lên đồ mới nè, đợi em, để em lên đồ mới cho. Trời mấy bộ đẹp ghê luôn á, túi tôi lên đồ mới hoài rồi, tiền đâu mà nhặt hoài, tiền đâu mà về nhặt, đồ mới về đây.
em coi coi em nhập đồ về bây giờ em không biết đồ em để đâu mà. Bộ này ok 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 cưa cây nha. Bộ này lửa đây. Ok cưa cây đây mấy chị, cái này nó có màu đỏ nữa nha mấy chị. Đây hãy em quên nữa, cái mẫu này nó có màu đỏ nữa nha, nó có màu đỏ rồi đó. Màu đỏ đó mấy chị, đẹp lắm, màu đỏ đẹp ghê luôn á. Size 15 lè, size em đang bận đó, em 53kg bận đó mấy chị. Thì bé khoảng chừng 48kg là ok nha. Bé 48kg là ok. Em 53kg thì em mặc được đó, bé chắc cỡ 48kg, 47-48kg. Có màu đỏ nữa, màu đỏ thì nó phối quần cargo đỏ nha mấy chị. Mấy chị thích mẫu này comment cho em nha. Comment số ký lên cho em, bạn đẹp ghê nè, đô nè. Thấy đẹp ghê chưa? Mẫu đó có 53kg. Đây, 53kg em đang bận nè, mà chị cao thì bạn đẹp hơn em. Nhưng mà cái áo này phải chịu bận nó vừa tới mấy quần nha, chứ không có dài dài được. Tại cái kiểu nó vậy, nó không có dài được. Cái kiểu nó vậy không có dài được. Chị cao em 1m55 thì bận nó hơi, nó kiểu nó hơi thấy nó hơi ôm tí xíu. Nhưng mà chị 53kg mà chị cao khoảng chị 1m57 là 57-58 là bận cái bộ này là nhức nách. Cái quần cái áo nó sẽ vừa tới cái quần. Cái bộ này đẹp rồi, giá rồi. Xe nhí là 99, xe đại là 109 đó mấy chị. Trời mua rồi có 109.000. Nó rẻ. Xe nhí là 99, xe đại là 109 nha mấy chị. Hàng này là hàng cao cấp. Trời ghiết mắt không thấy đường luôn. Đây có màu xanh với màu đỏ, mấy chị thích màu nào comment màu đó cho em nha. Thích màu nào comment màu đó cho em. Kèm số ký cho em. Màu xanh thì em có xe nhí, còn màu đỏ thì em có xe đại thôi. Mẹ nào mà nhon nhon thì quất mẹ bộ con bộ. Mẹ nào nhanh nhon thì mẹ quất mẹ bộ con bộ thôi. Thích màu nào comment cho em màu đó. Thích màu chị An Nguyên, thích màu nào chị An Nguyên? Thích màu xanh hay màu đỏ? Màu đẹp ghê luôn á. Ủa mấy cái mẫu này của Út Bật Liêu đúng không ta? Út Bật Liêu ơi, bỏ đâu rồi? Đem lên mấy mẫu mới cho chị xem nè. Mẫu này mà bà nhìn mà bà không rụng rời tay chân nữa thôi luôn á. Thiệt luôn, mẫu này mà chị nhìn vô mà chị không rụng rời tay chân thiệt. Hết biết nói gì luôn. Đây, một cái áo màu xanh min. Dễ thương không? Nhân nách chưa? Thấy cái áo không mà nhấc nách rồi đó, nè nách đang giật bực nè. Cái quần nó kiểu làm nữa chị. Cái quần này làm cho mấy bé mà hơi tròn á. Bé mà hơi tròn nó có mông á. Bé có mông nó bận á nè. Làm mông hai bên đây ô ra không? Đẹp không? Ở đây làm đắt thêm nè. Quần làm kỳ công nha mấy chị. Dễ thương lắm. Em có xe 8kg tới 42kg nha. Nói chung là từ xe số 2 tới 15 á. Xe số 2 tới số 15. Nhí 129.000, đại 139.000 mấy chị. 129, 139. Nhí nách chưa? Nhí nách chưa? Rồi mua mấy bộ này mà bạn mà đi về đi chúc Tết rồi đó, mang thêm đôi giày nữa là người ta kêu con tỷ phú thôi nha, chứ không còn nhà giàu nữa nha. Để đẻ con đứa để cho nó bận cho người ta kêu nó con tỷ phú coi. Dễ thương lắm. 129, 139 mấy chị. Đây cái quần. Trời ơi, không có ai làm được quần này đâu mấy chị. Chỉ có em mới làm được quần này thôi. Ok chị, ok chị Ngọc nha. Lấy 13 hay 14 chị yêu? Tết bạn em lấy chị 14 nha. Tết bạn lấy 14 như chị yêu nha.
Rồi, bộ này bặn là thôi nhất cái nách luôn. Cái này bặn không có sợ bị dài nữa mấy chị. Khỏi sợ bị quần dài. Khỏi sợ cái quần nó bị dài. Yên tâm luôn. Rồi, cảm ơn chị yêu nha. 139. Cái này 139.000 là giống như là mấy chị mua cái em bán mấy chị cái áo em tặng mấy chị quần vậy đó. Nói thiệt luôn. Nếu như mua áo em tặng quần vậy. Cổ bật lê đâu mất rồi. Cái mẫu đẹp quá trời đẹp mà bả đi đâu mất tiêu rồi. Cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn chị yêu Kim Ngọc nha. Đây dễ thương không. Trời ơi thiệt chứ. Không lẽ giờ gán ốm lại lấy mấy xây lớn lớn bặn chứ nó dễ thương bá cháy bụt chét luôn á. Dễ thương lắm mấy chị. Không dụ mấy chị đâu. Thích thì comment cho em nha. Tết riêng dễ thương. Dễ thương cực kỳ. Mẫu mới của em đó mấy chị. Mới của em đó nha. Nè bộ này cũng đẹp nè chị Ngọc. Bộ này em có màu xanh với màu vàng nè chị Ngọc. Màu xanh với màu đen nè chị Ngọc. Bộ này bạn đẹp nè. Đây. Trời ơi bộ thiết kế nè chị. Bộ này thiết kế đó. Dễ thương không? Dễ thương lắm luôn. Nó xẻ nè. Ôi, bộ đồ đẹp thiệt luôn, ngồi nói hoài luôn bộ này luôn. Em ngồi em gào em thét cái bộ này không mấy chị. Em ngồi em gào em thét bộ này nó đẹp á. Em có màu xanh với màu đen. Mấy chị ấy thì mấy chị thích màu xanh thì lấy màu xanh, mấy chị thích màu đen thì lấy màu đen nha. Thích màu nào lấy màu đó mấy chị. Có màu xanh với màu đen đó. Còn chị Ngọc lấy set green này để em coi nó coi còn mẫu nào không. Em có nguyên y chang như luôn màu đen nè, y chang mẫu luôn màu đen. Thích màu nào lấy màu đó giúp em. Cái jean này bán được lắm. Chị Ngọc lấy cái set màu này cho ta. Chị Ngọc, cái này em còn size 14 nè chị Ngọc. Hốt thêm set này nó cho bé chị luôn đi. Nè bộ em đang mặc nè, size 15 mở to nè, em 53kg đó. Em 53kg bằng vừa nè. Lấy cho bé chị chắc ok á chị. To lắm, cái nách em bằng mà còn rộng nè. Em có hai màu á, màu này với màu đỏ. Em có màu này với màu đỏ. Em lấy có màu này với màu đỏ á chị, màu đỏ. Quần hả, chắc em sợ dài. Quần chắc em sợ dài tại cái size em đang cầm size số 2 hay số 4 gì mà quần dài thòn à. Chắc em sợ cái quần dài. Ủa này bộ 15 nó rồi ta. Này Chiến Như, bộ này to lắm á Chiến Như. Em 53kg mà em bặn em còn cảm thấy nó được nữa đó nha. Là bé bằng dừa nè, to lắm. Cái áo này chị nhìn to đùng luôn nè. Em có màu đỏ với màu xanh á, chị thích màu nào rồi mình màu đó cho em. Còn không, hốt hai bộ cho bé luôn. Đây. Đây em 53kg mà em bặn nè. Cái đùi em là bà cố luôn á. Đây em 53kg em bằng như thế rộng rãi mà còn thoải mái nè. Đó là bé chị bạn vừa ra thấy đồ không, thấy đồ không. Lấy màu xanh thì comment màu xanh cho em. Đỏ thấy chị yêu ha. Ok chị, đỏ này bộ đỏ dễ thương lắm. Ok chị yêu ha. Ok chị yêu như ha. Phơm này to lắm, tùy theo phơm đó mấy chị. Có nhà hả làm số 15 hả, 30-32kg màng. Có nhà làm 40, có nhà bộ làm 4 mấy, nó tùy theo phơm em cũng chả biết. Một trăm lẻ chín. Chín mươi chín chứ, bộ này 99. Bộ này em bán giá sải bây giờ. Bộ xanh đẹp, mua cho bé bằng cách. Dạ vậy lấy bộ xanh này hả chị yêu. Lấy bộ xanh này ha. Lấy bộ xanh này ha. Bộ
xanh đẹp mua cho bé Bạch Tinh. Bộ xanh hồi nãy hay là bộ xanh này? Bộ xanh hồi nãy thì cái quần em nghĩ nó hơi dài á, tại size số 2 nó dài ghê. Đây chị nè, chị Kim Ngọc lấy bộ này đi. Bộ này bé chị bạn là đẹp. Nè em lấy size 14 luôn nè. Bộ này thì có 119, size đại có 129 thôi. Bộ này size đại chỉ có 129 thôi. Size nhí 119, size đại 129. Lấy thêm bộ này nữa hả chị em? Hay là màu xanh lá cây hồi nãy? Màu xanh lá cây hồi nãy lấy thì để em đo thử cái chiều dài của quần coi. Màu sữa nè, size này size số 14 nè, màu sữa nè. Quần nè. Đây em còn xem 14 màu sữa đó. Chị có lấy thì ok em lấy cho chị yêu nha. Chị có lấy thì ok em lấy nha chị yêu. Mấy sếp duyên nè, bận Tết dễ bận rồi mấy chị. Đi chơi đâu bận cũng được, đâu có rồi. Chúc Tết hay bận đâu nói chung mà. Dạ vậy lấy bộ xanh hồi nãy đi em đo thử coi cái chiều dài cái quần của bé xe 13 10. Cái bộ đó form hơi to đó. Lấy xe 13 ha, 13 được rồi. Đừng ơi mà quên, bộ đó không có size 13. Có size 10, 12, 14 thôi. 12, 14 thôi. 12 với 14 thôi, để em đo thử cái quần coi. Em đo thử quần 14 như chị. Cái bộ này to lắm. Chuyển như bà lấy cho bé của chị cũng được á. Nè cái form áo to lắm luôn á, chị lấy cho bé chị cũng được luôn nha chị. Như nó có màu đen với màu đen với màu xanh á, nó có màu đen với màu xanh á. Trời ơi cái áo nó chiều ngang, cái áo nó tới 46 lận, em bao vừa luôn, em bao cho chị vừa luôn nha chị. Như cái chiều ngang cái áo ngay chân cái nách là 45 lận á, để thẳng không kéo ra 46 luôn á, nhưng mà tính trọn vẹn 45 thôi. Cái áo chiều ngang của nó 45 á. Chị như có coi là bụng lai thì chị có lấy thì ok em nha. Có màu xanh lá với màu đen á. Size 14 á, size 14 to quá trời luôn rồi. Để em đo size 12 cho chị Ngọc ơi. Cái size 14 nó to, quá to rồi. Form này to lắm. Cái bộ xanh này đẹp á. Bạn Tết là bả cháy bụng chét luôn. Đi khỏi sợ lạc luôn. Cái quần 78 chị Ngọc ơi. Cái quần 78. Cái quần dài 78. Ok không? Được không chị? Cái quần dài của nó là nó độ dài của nó 78 á. Từ lưng quần xuống đáy thì nó 26. Lưng quần xuống đáy thì 26 nha. Còn từ trên dài xuống luôn, tới lưng dài xuống luôn thì 78. Cái nách thì 43. Cái nách xây 43, 12 bé chị mang vừa rồi. Cái nách thì 43. Cái nách áo bên đây với cái nách áo bên kia là 43. Còn cái quần thì 78. Cái đáy từ cái đáy xuống, từ cái lưng quần xuống cái đáy thì hết 26 rồi. Dạ sau hơn 12 đó. Mấy cái này nó hơi dài á, mấy cái này làm cho mấy bé mà chắc mấy bé mà hơi khâu cao á. Lấy set gin đi chị ơi, lấy set gin bạn đi, lấy thêm set gin hồng hải đi. À, màu sữa, lấy set gin màu sữa không hỏi. Lấy cái bộ em đang bận nè, cũng bận cũng đẹp lắm chị. Bạn dễ thương lắm á, bé chị tròn tròn nó bạn dễ thương lắm. Mỹ Như biết đâu mất tay rồi ta. Bà đang ở ngoài đường. Bà đang ở ngoài đường, mấy khách em thấy thương vậy đó trời. Khách quýt của em là vậy không đó. Ai cũng thấy thương hết trơn á. Đi ngoài đường mà cũng coi nó thấy chưa. Nói vậy. Mãi yêu nha. Mãi yêu.
mấy chị lên gì nữa em lên mấy chị ơi, mấy chị lên gì nữa em lên cho. Lấy thêm cái set sữa đi đó chị yêu. Đẹp á. Lấy thêm set sữa đẹp mà. Dạ sếp em đang mặn cũng đẹp nè. Sếp em đang mặn đẹp thấy mồ đi. Màu xanh với màu đỏ nè, mặn tết là bỏ cháy bù chét luôn. Bỏ cháy bù chét luôn á chị yêu. Thôi mà em thấy đẹp mà biết đâu chị không thấy đẹp sao. Ưng thì ủng hộ em nha. Chị nào ưng thì ủng hộ em. Lên gì nữa comment em lên mấy chị yêu. Ưng gì comment em lên nha. Comment em lên đi chị yêu ơi. Mấy chị còn xem live mấy chị. Mấy chị đâu hết rồi. Mấy chị đâu rồi. Thôi em tắt like ha, ngày mai gặp mấy chị lại mấy chị nha. Ngày mai lên like gặp tiếp nha mấy chị nha. Trời ơi bận bùa nhìn đô dễ sợ luôn á. Nhịp nạch. Thôi mấy ba mấy chị nha. Mấy ba mấy chị yêu nha. Chúc mấy chị yêu ngủ ngon nha. Nằm với ba thấy em nha. Mấy ba mấy chị.